Xin chào các bác nông dân và các chuyên gia nông nghiệp. Hôm nay, mình muốn chia sẻ một giải pháp tuyệt vời để trị bệnh bạc lá lúa, hay còn gọi là cháy bìa lá. Đó chính là sản phẩm Osalin 200 Watt Bí. Bạc lá lúa là một căn bệnh phổ biến. Nó làm cây lúa của chúng ta bị yếu, năng suất giảm, chất lượng gạo cũng không được tốt. Vậy làm sao để trị bệnh này hiệu quả nhỉ? Đừng lo, đã có Osalin 200 Watt Bí. Sản phẩm này được nghiên cứu kỹ lưỡng để đặc trị bệnh bạc lá lúa. Trong Osalin 200 Watt Bí có hoạt chất oxolinic acid giúp ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh phát triển. Khi dùng Osalin 200 Watt Bí, các bác nhớ chú ý liều lượng và cách pha nhé. Lấy 50-70g Osalin 200 Watt Bí, pha với 16-20 lít nước, sau đó phun đều lên cây lúa. Thời điểm phun tốt nhất là khi bệnh mới chớm xuất hiện hoặc khi lúa đang phát triển mạnh. Nhắc nhở các bác một điều quan trọng, khi pha và phun thuốc, nhớ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ sức khỏe nhé. Osalin 200 Watt Bí không chỉ trị bệnh bạc lá lúa hiệu quả, mà còn an toàn cho môi trường và các sinh vật có lợi khác. Để đạt được kết quả tốt nhất, các bác hãy nhớ làm đúng theo hướng dẫn sử dụng và thường xuyên theo dõi ruộng lúa của mình. Osalin 200 Watt Bí hiện đang được bán tại các cửa hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật uy tín trên cả nước. Nếu cần thêm thông tin, các bác có thể truy cập website drplant.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.